Em chào các bác, đây là lần đầu tiên em sạc kho dòng loa sạc Vivega Bát 40. Đây là lần đầu tiên các bác nhé. Riêng về sạc Vivega thì thằng Hero luôn là số 1 về tất cả mọi khía cạnh luôn. Thứ nhất là về model, thứ hai là về chất. Đây, em làm sạc pin chuyên rồi. Các bạn đang nhìn, chủ yếu lần này em sẽ cách đây một tuần thì các bác biết là em đã xả lô Bát 30 và đã gần như là hết sẵn, hết sạch rồi. Lô này em sẽ xả Bát 40 nhé. Lần này em sẽ thả theo tiêu chí như sau. Tất cả những cái sản phẩm Bát 40 nhé, giảm tối thiểu cho các bác. Mỗi đôi giảm tối thiểu 2 triệu. Giảm tối thiểu 2 triệu cho các bác. À, tất cả model luôn. Do đó nếu anh em nào đang có nhu cầu về sạc Vivega Bát 40 thì qua em càng sớm càng tốt để hưởng đến ưu đãi của cái lô này. Khẳng định các bác là lô này giá rất hợp lý. Đấy, giá cực hợp lý các bác nhé. Chi tiết thì mời các bác cứ qua trực tiếp. Đấy, ví dụ những cái đôi bình thường, ví dụ như những cái đôi RE38 chẳng hạn, hàng đẹp, màu đẹp, trên thị trường bình thường bán khoảng 28 thì đợt này em có thể bán 25-26 chẳng hạn, như thế bớt 2-3 triệu, 2,5 triệu, tùy đôi, tùy cặp, tùy model. Và cùng model thì có những cái đôi giảm sâu hơn, có model cùng model thì giảm ít hơn chẳng hạn, như thế. Đấy, nó tùy vào từng đôi một, bởi vì góc hàng bãi các bác biết rồi, nó không phải như nhau hết, nhưng mà đều sẽ có giảm giá cho các bác. Và chắc chắn là nếu anh em nào đang có nhu cầu về sạc Vivega Bát 40 thì qua em đúng đợt này là sẽ có rất nhiều giảm giá. Đấy, chào mừng ngày 26 tháng 3. Đấy. Rồi các bác lưu số nhé, có chi tiết thì điện và tốt nhất là qua trực tiếp để hưởng ưu đãi được cái lô sạc Vivega này. Rồi kính chúc các bác sức khỏe, hạnh phúc và thành công.